Xin chào, trong clip trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để nhận được một món quà tặng miễn phí, đó là chiếc đèn LED trang trí rất là đẹp. Còn ở trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể có được cái mã ưu đãi từ xe điện Hải Đăng. Sau này mỗi lần có chương trình quà tặng khuyến mãi, mình sẽ gửi thông báo cho các bạn sớm nhất. Cách này thì rất là đơn giản, bạn chỉ cần nhanh tay là các bạn có thể nhận được quà. Các bạn có thể làm như sau. Đầu tiên thì bạn vào link mình sẽ đặt trong phần mô tả của video này, hoặc là vào trang shop.xehaidang.com. Các bạn nhìn ở phía góc bên phải có phần đăng ký nhận thông tin khuyến mãi, bạn sẽ click vào đây và bạn sẽ nhập đầy đủ thông tin của mình vào đây. Bạn sẽ cần nhập họ tên, email và số điện thoại. Mình sẽ nhập thử như thế này. Sau đó thì bạn sẽ nhấn vào nút subscribe để đăng ký theo dõi. Bạn sẽ nhận được một thông báo cảm ơn bạn đã đăng ký. Như vậy là bạn đã đăng ký thành công. Sau này khi có các chương trình khuyến mãi, mình sẽ gửi qua email cho các bạn. Mình sẽ làm thử cho các bạn dễ hiểu. Đầu tiên bạn cần mở email của mình lên. Bạn tìm vào phần quảng cáo, bạn sẽ thấy email mình gửi từ xe điện Hải Đăng. Bạn mở lên thì sẽ thấy được thông tin về chương trình. Ở trong email này thì sẽ có mã ưu đãi. Bạn nhớ cái mã ưu đãi này, sau đó thì bạn sẽ làm theo giống như video trước mình đã làm. Cảm ơn các bạn.